mình chỉ chạy có ngoài có 2 tiếng trên mạng mổ thôi, mình đã thấy cảm giác rất là khó chịu rồi. Mẹ con mình rất là còn nhỏ mà nó chạy qua tới 5 tiếng luôn. Chị Khanh vẫn không khỏi xúc động khi nhớ về những ngày tháng cả gia đình cùng con trai chiến đấu với tử thần. Ngày 21 tháng 4, chị Khanh hạ sinh con trai bằng phương pháp sinh mổ ở tuần 39 thai kỳ. Thế nhưng, trong niềm vui vỡ òa của cả gia đình, chị lại đón nhận hung tin con của mình chẳng may mắc dị tật tim bẩm sinh phức tạp. Bé trai ngay lập tức được chuyển sang trung tâm sơ sinh của bệnh viện để chăm sóc đặc biệt. Cái linh tính của người mẹ, mình cảm giác bé của mình chắc là có cái gì đó không ổn, nhưng mà bác sĩ không nói với mình. Bác sĩ chỉ gọi cho ông xã mình thôi. Thì sau đó bác ông xã mới kể lại là tình trạng của bé của mình cũng rất là nguy hiểm. Con sẽ phải trải qua tới 5 tiếng trên màn phẫu thuật. Dị tật bẩm sinh của cháu là một cái dị tật bẩm sinh nó khá là phức tạp, gọi là hội chứng hẹp eo động mạch chủ. Thì hội chứng này nó bao gồm với những cái thương tổn ở trong tim, ảnh hưởng rất là nhiều tới cái sức khỏe của các cháu ngay sau khi sinh. Nếu mà các cháu được phát hiện, điều trị kịp thời thì thông thường thì các cháu thường nó không có qua khỏi. Sau khi hội chẩn cùng các chuyên gia đầu ngành, ngày 27 tháng 4, ca mổ tim bẩm sinh phức tạp diễn ra với sự phối hợp liên khoa sản, sơ sinh, tim mạch gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Khó khăn là ca mổ cho bé chỉ mới 6 ngày tuổi, nhẹ ký nên phải hết sức thận trọng từ khâu gây mê hồi sức đến phẫu thuật hồi sức sau ca mổ. Đối với trẻ sơ sinh, phẫu thuật tim là một cái phẫu thuật phức tạp và nó là một cái phẫu thuật mà nó xâm lấn, nó có nhiều những cái nguy cơ cho em bé. Cho nên là cái vấn đề chúng tôi đặc biệt lưu ý đó là kiểm soát nhiễm khuẩn cho em bé không bị nhiễm trùng. Ngay vừa mới sau mổ luôn á, thì bé này nó có một cái biến chứng đó là nó bị tổn thương thận cấp. Cho nên đó là bé được làm cái phương pháp là thận phân phúc mạc để thay thế thận. Thì sau 3 ngày sau mổ thì bắt đầu tình trạng của bé ổn định. Sau 20 ngày điều trị, em bé đã được chuyển xuống khoa sơ sinh, bắt đầu tập ăn sữa, sức khỏe ổn định và đã nặng hơn 3,5 kg. Rất cảm ơn tất cả mọi người ở bệnh viện. Là bé của mình nó cũng đã vượt qua được những cái suy thận rồi suy gan rồi phổi, viêm phổi rất là nặng luôn á. Phải nói là con của mình cũng phải có một sự sống rất là kiên cường, mình rất là muốn. Hành trình vượt qua những khó khăn của em bé có bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp này cũng chính là minh chứng về năng lực chuyên môn, sự cố gắng không ngừng của đội ngũ y bác sĩ, là động lực để các bác sĩ tiếp tục phát triển lĩnh vực mổ tim sơ sinh, một lĩnh vực khó khăn và thách thức nhất trong y học.